mùa hè đã tới rồi và chắc hẳn các bạn nữ chúng ta đang rất là lo lắng vì ánh nắng gay gắt có thể làm ảnh hưởng đến làn da. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bí quyết giúp làn da luôn sáng hồng và rạng rỡ, đó chính là liệu trình Raw Skin. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm sạch da với sữa rửa mặt không tạo bọt Liên Xin Miu, giúp mặt thật thoải mái và thư giãn. Khi da mặt đã sạch sẽ và khô thoáng, chúng ta sẽ tẩy tế bào chết, mụn cám, chất nhờn dư thừa bằng máy Hero Peel. Tiếp đến sẽ là điện di Adipanon Ampoule bằng máy Brow Tem có hòa trộn mặt hoa hồng Premium Rose Water, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất giữa các tế bào, làm chậm quá trình lão hóa, giúp da mịn màng và căng bóng. Đắp mặt nạ Rhine Polymer giúp phân tán hoạt chất và thẩm thấu nhanh dưỡng chất. Sau 20 phút sẽ lột mặt nạ và vệ sinh da mặt thật sạch. Cuối cùng, chúng ta sẽ được thoa Facial Toner và kem chống nắng, tăng sức đề kháng giúp da chống lại các tác nhân từ môi trường. Chỉ với 1.100.000, một liệu trình với 6 bước chăm sóc da chuyên sâu sẽ giúp bạn có được làn da sáng hồng, mịn mượt như từng cánh hoa hồng.